Rồi, xin chào mừng các bạn đến với kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn nha. Thì hôm nay mình quay một số cây quái ha. Quái lạ ha trong cái vườn nhà của mình để giới thiệu cho các bạn xem ha. Một số cây mà nó quái tự nhiên, rồi một số cây thì có sự tác động của con người ha. Thì xem chơi vui tham khảo ha, thấy có cái dáng nào hay hay thì mình có cây nào giống giống vậy mình sửa theo ha. Cây này nó có cái cò quái nè nè. Cây này quanh tầm khoảng 30 35 36 vậy. Gốc lên ha, lên ngoái một vòng ha. Đi lên. Cây này mình định là tới tháng 12 này ha, mình ghép. Mình sẽ đánh cái cành này nè. Quái ha. Rớt xuống theo cái mặt chậu xuống dưới này luôn ha. Ở bên đây một cành này cũng rớt luôn. Cành này đánh rớt xuống luôn. Còn trên này thì mình lợp cái mâm trên này ha, cho nó lạ ha. Chừng nữa hai cái cành đó mình sẽ đánh nó xuống dưới cái miệng chậu ha, cho nó quái trời. Cây này mình sẽ ghép rồi mình chỉnh sửa, sau này tới mà thành phẩm gì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Còn cây này là mình sửa tán dù, cây này nó cũng lên sù anh em. Có một cái cục sù trên đây cũng bự nha. Cây này cao khoảng 2 mét á. Đây, đây cũng là một cây dáng thú nha. Đây là cái mặt hậu của nó. Cây này hoành thì tầm khoảng 40 thôi. Hồi đó người ta cũng có sửa chơi nó trên này nó quái ha. Cái này thì mình nuôi nuôi cũng tầm tháng 12 mình sẽ ghép cái giống mai xoắn nha. Thân nó lạ lạ mình ghép mai xoắn vô cho nó lạ theo luôn ha. Quái luôn. Đây là mặt tiền của nó. Có cái chân bỏ tới cái viền ha. Cây này cũng khá là già cây rồi nha, già nó láng ha. Thú thú ngồi cũng có nét ha anh em. Đây là cây mai mà hoành 80. Cái clip trước mình có quay cho anh chị em xem á. Thì mình nói về cây hoành 80 mà nuôi 4 năm rưỡi á thì nó lớn được bao nhiêu, thì cái clip trước mình có quay cho anh chị em xem á. Thì anh chị em nào muốn muốn biết ha, thì mình tìm tới lại cái clip đó mình xem ha. Đây là cây mai Đại Lộc dáng bay ha.
có cái lưu mình cắt hình vô chơi làm thấy nó cũng có duyên ha. Nhưng mà lần đầu mình cắt sữa cho nên cái lưu này mình cắt nó không không đẹp lắm ha. Mai Đại Lộc chén bài ha, mình cũng sửa một số cây ha. Cái này cây đổ, cây này cũng 7-8 mùa rồi đó mà nó già nhưng mà nó nhỏ xíu rồi nè. Cái này sửa cũng là lạ ha, cái này cũng nhỏ ha. Đây cũng là một cây quái nữa ha. Có nét giống hình nhân mà giống con gì nó đưa hai cái tay dượng gì ha. Cái này thì mình ghép bịch mai thái nha. Thấy hay hay ha anh em. Như khu này mình ghép bịch mai thái không nè. Hiện tại thì mình đang phát triển hai giống là bịch mai thái và bịch mai siêu nụ nha. Thì mấy cái clip trước mình có quay anh em xem á, hoa bịch mai thái á, mà đó mình quay trước lâu quá cho nên cái mình thấy không rõ lắm nha. Đây một cây quái nữa ha. Cái này thì mình ghép mai sắn nha. Mai sắn thì nếu anh em nào biết thì biết cái hoa nó rất là đẹp ha. Thân thì nó xoắn xoắn như vậy, nó tự tự xoắn như cái lò xo vậy ha. Xoắn này khi mà anh em nuôi 3-4 mùa thì nó nụ nụ mấy cái co này nó nụ lên rất là đẹp nha, nó phù lên. Hồi đó mình mới biết về cái giống mai sắn này thì mình chê nó ha, mình thấy nó gối nùi à, nó ra nó gối nùi à. Mình thì cũng thích bên bonsai cho nên mình thấy nó gối nùi mình không thích. Rồi một thời gian ha, khoảng 3 năm sau á, mình đi coi cái cây của cái anh đó, anh ghép là 3-4 mùa đó. Thì mình thấy nó rất là đẹp anh em. Nó mấy cái cò này là nó u lên. Ha, nó có cục lên ha. Nhìn thấy rất là đẹp. Nè anh em thấy quái không? Này có một cây này xù ha, xù lùng ha, cao 2 tấc. Cái này mình ghép mới ghép cúc thọ hương ha. Hôm nay mình chủ đề cây cây quái cho nên mình đi tìm những cây quái mình quay ha. Đây, cây này cũng lạ ha anh em. Cái này thì có người nói giống tháp Eiffel ha. Cái này mình cũng ghép mai mai xoắn nha. Cái cây này thì nó nhìn anh em thấy có cái giống cái bàn tay không? Bàn tay 5 ngón ha. Cây này thì mình ghép mình chưa chỉnh sửa, mình ghép cúc bi tiên sinh nha. Hoành nó cũng khoảng là 50-60 ạ, 50 ạ.
cây này thì lúc trước nếu mà về mình bên cái tàn đa nó cũng khá là đẹp đó anh em, mà tại mình thích quái cho nên mình cắt ra cái hình bàn tay ha, phá mấy cái cành này cũng rất là lớn ha, cho nên cái thẹo ngay mặt tiền mình chơi quái hình chế được ha, nếu mà chơi theo bonsai phá ngay mặt tiền như vậy thì nó không đúng ha, mà mình tại mình thích mình chơi cây quái cho nên thích thì mình chơi thôi. Cây này thì bồ đế như cây đước anh em, cây này hoành cỡ chừng hai mấy hoành thôi, mà bồ đế nè cây này lúc mình mua thì nó hoành khoảng cỡ chừng 25 mà mình mua 5 triệu đó anh em, thích bồ đế nó quá cho nên mình mua nuôi ha. Cây này cũng quái ha, cây này thì nó rất là già cây, thấy nó có nét gì đó ha, nét gì quái quái ha. Cây này trước đó chắc nó cũng có cái hình nhân đó chị em, à, có hai cái chân nè, nhưng mà nuôi từ từ nó lớn rồi cái nó phá thế ha, giờ mình thấy nó không còn quái nữa. Cây này thì mình ghép mai sắn nè, cây này thì nó có hai cái cục bướu đây ha, bướu đây mà nó bị sừng cây cho nên nó chài rồi, nó không phát triển nữa. Đây, cây này thì cũng quái nè, giống con gì nó ngồi vậy ha, cây này thì sù sù da me nha, khá lớn ha. Cây này thì mình ghép cúc thọ hương, có đang nở hoa nè anh em, hoa này cũng nở ngày hôm qua ha, rất nhị rồi. Cây này thì nó mình chừng nữa mình đánh nó có một cái cành, cành này bay ha, bay bay tới ha, cho nó mình thì thích quái rồi bay ha, những cành phong cách lạ lạ ha, mình sửa cho nó khác khác người ta ha. Đây là hoa của cây cúc bi tiên sinh anh em, hoa thì cái màu vàng rất là đẹp nha, mà nó cái bông thì nó hơi hơi nhỏ, nó lên cái nút nó tròn ha, lúc chưa nở nó tròn như viên bi ha, rất là đẹp. Cái này kêu là cúc bi tiên sinh, nó thì ra hoa là chùm chùm luôn nha, mà có cái là cái hoa hơi nhỏ. Cái này anh em thấy nè, hoa rất là đẹp ha. Đây là hoa cúc bi tiên sinh ha. Đây là bạch mai siêu nụ nụ rất là sai. Này hoa cúc thọ hương. Đây là giống ngọc mai. Đây là giống hoa bạch mai Thái ha. Đây là ngọc mai. Có cây này quái mình thấy nó hơi kỳ kỳ, mình không muốn quay cho anh em ha, nhưng mà chủ đề là cây quái cho nên mình quay đại lên cho anh em xem ha. Ngày hổm cháu nó sửa cái nó
gieo nó làm như thế này luôn anh em. Cái này thì cái ghép mai đài lộc ha. Cái này thì Tết thì không ai dám đem vô nhà trưng rồi ha. Làm kiểu này thì mình chỉ để ở ngoài bằng nước rồi mình chơi ha. Nó sửa xong rồi cái nó đi làm luôn, nó làm như vậy đó anh em. Cái này nếu mình chưng thì mình tháo mấy miếng vải này ra, chưng thì mình chơi cũng bình thường ha. Vậy mình thấy nhầm người thì thích nó ngộ ngộ, nhầm người thì nói phản cảm hay gì đó ha. Mình thấy nó cũng hơi hơi kỳ kỳ nhưng mà độc lạ thì mình đưa vô nó cũng hơi hơi hợp ha anh em. Thì có gì nếu mà anh em không hài lòng thì anh em bình luận cũng nhẹ nhẹ giùm ha. Vườn mình thì mình thích dáng thú ha, với một số cây quái thì mình cũng đang sưu tầm rồi. Anh em nào mà chung sở thích thì mình cũng có nhượng lại ha, bán lại ha. Cây này thì nó cũng thấy quái ha anh em. Cây này mình thấy nó cũng lạ nè. Cây này thì mình ghép bạch mai và dẻo Indo ha. Gốc rất là lớn nha. Bạch mai siêu nụ ha. Trên cái ngọn này là dẻo Indo. Thì mình nữa mình sửa nó như hai cây vậy ha mà chung một gốc ha. Lạ ha. Này dáng thú. Cái này thì bán đổ ha. Rồi, mình giới thiệu với anh em một số cây quái ở vườn nhà ha. Thì anh em xem mà thấy hay thì anh em bấm đăng ký và ấn nút chuông ha, để mai mốt mình có ra cái video mới thì các bạn xem ha. Đây thì hoa của mai sắn nè anh em, mai sắn ha. Này, cái hoa này mới nở nè, rất là đẹp nha. Mai sắn là cái hoa nó mình nhìn thấy nó rất là đẹp. Còn cây này là mình ghép hai mùa nè, mai sắn hai mùa. À, anh em thấy mấy cái chỗ co co nó phù lên nè ha. Rồi, xin chào anh chị em nha.